Ngay khi Tiêu Chiến bước vào đoàn làm phim, anh ấy là trêu chọc Dương Tử. Oa, em gái này có vẻ hài hước. Dương Tử lúc này cười trong bất lực. Tiêu Chiến, một người đàn ông lịch sự ấm áp, nói rằng anh ấy thích những cô gái để tóc dài, thấp nhưng hào phóng. Và cư dân mạng phát hiện ra rằng những điều kiện này đặc biệt phù hợp với một ngôi sao nữ, đó là Dương Tử. Và chúng tôi đã nhìn thấy mẩu tin nhắn của hai người để xin thêm lời khuyên trong quãng đời còn lại. Và những hành động đầy ẩn ý của hai người khiến mọi người nghĩ rằng họ đã quen nhau từ trước. Trong làng giải trí cũng có nhiều sự cố xảy ra khi Dương Tử và Tiêu Chiến xấp xỉ tuổi nhau, gia cảnh và ngoại hình quá xứng đôi. Người hâm mộ đang kêu gọi hai người ở bên nhau và mọi động thái của họ trên phim trường đều đáng để người hâm mộ đào sâu, hy vọng tìm ra manh mối cho thấy cả hai đang yêu thầm. Trong một buổi diễn tập, khi Tiêu Chiến được hỏi bạn là ai trong những ngày đầu của Dương Tử, Xiao Gian đã ngượng ngùng nói rằng anh ấy là chồng của Yang Ji. Tình yêu giữa hai người tưởng chừng như không thể ngăn nổi bột hồng trên màn ảnh, họ rời đoàn phim. Trong những bữa tiệc lớn, chắc chắn sẽ không thể thiếu Xiao Gian ở bất cứ nơi đâu Dương Tử có mặt. Chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự kết hôn giống như Lâm Chi Hiệu và Cố Ngụy trong phim rồi sao? Cư dân mạng lần lượt để lại lời nhắn, hai người nên sớm công bố chính thức. Dù cuộc đời có đến nhiều lần đi chăng nữa, em vẫn muốn gặp anh vào mùa xuân năm ấy. Vậy bạn có thích Xiao Gian và Yang Vi không? Dương Tử và Tiêu Chiến đang đóng phim ăn khách đạt kết quả khả quan. Hai người ngoài phim cũng liên tục nhập nhằng. Sự kết hợp giữa Mỹ Nam Mỹ Nữ cũng cho phép người hâm mộ định hướng cho Tiêu Chiến là nam diễn viên họ phù hợp nhất khi làm việc với Dương Tử. Khi quay phim, cả hai luôn có những nụ hôn gió vì bộ phim, nhưng cả hai đều không đáp lại. Nó thực sự ổn, hay bạn muốn bị quấy rầy? Trên thực tế, dựa trên những mẩu tin vụn vặt trong suốt quãng đời còn lại của họ, Xiao Gian và Yang Ji đều nói rằng họ rất nhàm chán với nhau và cả hai đều không tin rằng sự tương tác thông thường của họ là viển vông. Một lần trong một bữa tiệc, người tổ chức không sắp xếp Xiao Gian bên cạnh Yang Ri mà Xiao Gian đã chủ động bắt chuyện với Yang Ri. Cho dù là tình yêu ẩn chứa chi tiết, Tiêu Chiến vẫn luôn là một người rất chậm rãi, nhưng là cùng Dương Tử trò chuyện vui vẻ, trong lòng lại càng không có. Cả hai diễn xuất như một cặp đôi đã yêu nhau nhiều năm, cả hai giống nhau về tuổi tác và ngoại hình xứng đôi. Trong vở kịch, Dương Tử đang tựa vào vai Tiêu Chiến, cảm giác như chim liền với người, các fan đều mong hai người có thể sát cánh bên nhau. Trong một cuộc phỏng vấn, Dương Tử đã hỏi, nhân vật của Xiao Gian có thích hợp làm bạn trai không? Cô ấy vô thức trả lời, Xiao Gian vẫn ổn, nhưng thỉnh thoảng hơi ngốc nghếch. Xiao Gian đã rất choáng váng khi nghe điều này, vui lòng để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn.